mến chào các bạn tôi đã dùng AI trí thông minh nhân tạo để tìm ra những câu trả lời về câu hỏi của tôi đó là tại sao người Việt Nam hải ngoại rất ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Mỹ thì đây là một số trả lời mà AI đã đưa ra thì có một số lý do khiến nhiều người Việt Nam hải ngoại có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Mỹ điều này có thể xuất phát từ những yếu tố lịch sử quan điểm về chính sách cũng như trải nghiệm cá nhân và niềm tin của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trải nghiệm lịch sử với chủ nghĩa cộng sản, nhiều người Việt Nam hải ngoại, đặc biệt là những người rời khỏi Việt Nam sau năm 1975, đã có những trải nghiệm đau thương với chế độ cộng sản ở quê nhà. Họ đã trải qua chiến tranh, mất mát, sự áp bức chính trị và kinh tế, nên thường có quan điểm rất mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng hòa ở Mỹ, thường có lập trường cứng rắn hơn đối với các nước cộng sản, bao gồm cả Việt Nam, Trung Quốc và Cuba. Điều này thu hút những người Việt Nam hải ngoại có tư tưởng chống cộng sản và khiến họ cảm thấy đảng Cộng hòa đại diện cho lý tưởng và niềm tin của họ. Câu trả lời thứ hai đó là quan điểm bảo thủ về xã hội và gia đình. Người Việt Nam hải ngoại, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, thường có tư tưởng bảo thủ về văn hóa và gia đình điều mà đảng cộng hòa cũng thường đề cao nhiều người ủng hộ các giá trị truyền thống về hôn nhân gia đình và phản đối những thay đổi xã hội nhanh chóng như hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hay quyền phá thai mà họ cảm thấy ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình truyền thống những quan điểm này có sự tương đồng với lập trường của đảng cộng hòa về các vấn đề xã hội quan điểm về kinh tế và doanh nghiệp đảng cộng hòa thường ủng hộ chính sách kinh tế tự do, giảm thuế và khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp. Nhiều người Việt Nam hải ngoại là chủ doanh nghiệp hoặc làm việc trong các ngành nghề tự do, vì thế họ cảm thấy rằng các chính sách của Đảng Cộng hòa có lợi cho việc kinh doanh và phát triển kinh tế. Những chính sách những chính sách này có xu hướng giảm thiểu sự can thiệp của chính phủ vào thị trường, khuyến khích sáng tạo và tự do kinh tế. Điều mà nhiều người Việt Nam hải ngoại cảm thấy phù hợp với quan điểm của họ về làm ăn kinh doanh. Câu trả lời thứ tư đó là uh, quan điểm về nhập cư và an ninh biên giới. Một số người Việt Nam hải ngoại có quan điểm mạnh mẽ về vấn đề nhập cư, đặc biệt là việc phản đối nhập cư bất hợp pháp. Điều này xuất phát từ sự khác biệt trong việc nhập cư hợp pháp và quy trình mà người Việt Nam hải ngoại đã trải qua khi định cư ở Mỹ có xu hướng ủng hộ các biện pháp kiểm soát nhập cư chặt chẽ, điều mà Cộng hòa cũng thường đề cao. Câu trả chắc... lời thứ năm đó là sự ủng hộ từ các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đối với cộng đồng người Việt trong nhiều năm qua. Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Họ thường lên tiếng ủng hộ quyền tự do tôn giáo, tự do dân chủ ở Việt Nam và chống lại các chính sách của chính phủ Việt Nam. Điều này tạo ra sự đồng cảm và cảm giác được bảo vệ cho cộng đồng. Những người lãnh đạo Cộng hòa thường đến tham gia các sự kiện cộng đồng, gặp gỡ các lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam và lên tiếng ủng hộ các vấn đề liên quan đến Việt Nam. Câu trả lời thứ sáu đó là quan điểm về chính sách và đối ngoại. Đảng Cộng hòa thường có chính sách đối ngoại mạnh mẽ, đặc biệt là lập trường cứng rắn với Trung Quốc nhiều người Việt Nam hải ngoại lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và các vấn đề liên quan đến lãnh thổ Việt Nam. Họ cảm thấy rằng Đảng Cộng Hòa sẽ bảo vệ lợi ích của Việt Nam trước sự đe dọa từ Trung Quốc. Câu trả lời thứ bảy đó là ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội. À, truyền thông và các kênh mạng xã hội trong cộng đồng người Việt tại Mỹ có ảnh hưởng không nhỏ. Một số trang tin và kênh YouTube bằng tiếng Việt thường ủng hộ lập trường bảo thủ và đăng tải nhiều nội dung theo chiều hướng tích cực về Đảng Cộng Hòa. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhận thức và quan điểm của người Việt hải ngoại về các vấn đề chính trị. Thì trên đây là bảy quan điểm mà uh, tôi đã tìm được câu trả lời là tại sao người Việt Nam hải ngoại thích đảng, uh, thích ủng hộ Đảng Cộng Hòa ở Mỹ. Thì có bảy quan điểm mà trí thông minh nhân tạo đã trả lời cho câu hỏi của tôi thì các bạn có đồng ý hay không à, xin chia sẻ chúc các bạn một ngày an lành mến chào